Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì Phượng sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm rất là hot trên thị trường hiện nay, đó là đôi vớ tất độn tăng chiều cao nha. Đây là hộp sản phẩm, khi các bạn nhận hàng thì nó sẽ có hình dáng như thế này. Đây, mình đã bóc ra một hộp cho các bạn xem. Đây là một cái sản phẩm là vớ độn tăng chiều cao nha. Đây, nói kỹ hơn về cái sản phẩm này cho các bạn xem này. Đầu tiên nó sẽ có hai lớp, lớp cứng và lớp silicone. Nếu như bạn nào mà không thích đeo lớp cứng thì mình chỉ bỏ ra, mình sẽ giảm đi 2 cm, tức là mình còn 3 cm như vậy. Đây, còn 3 cm như vậy để các bạn đeo. Đó, nó sẽ có một cái ba mắt nối như vậy để nối với lại ba cái mắt nối bên này để các bạn có được một cái đôi vớ 5 cm là như thế này. Đó, khi mà đeo vào, ví dụ đây là chân của bạn nhé, các bạn chỉ việc đeo vào như vậy thôi. Đấy, đeo vào như vậy. Đeo vào như vậy. Và các bạn đeo vớ các bạn vô là nó sẽ cao được, và đeo giày vô và nó sẽ cao lên được 5 cm nha các bạn. Để nó về thiết kế này. Rồi, cái này là silicone nha mọi người. Silicone thì sẽ giúp cho các bạn là mềm mại cực kỳ. Nếu như Phượng đã làm một thí nghiệm, đó là các bạn để một quả trứng rơi thẳng xuống đây thì trứng của chúng ta sẽ không bị vỡ nha. Còn những cái đế độn bình thường trên ngoài thị trường á, các bạn để quả trứng rơi á, đảm bảo là vỡ nát luôn. Đấy, nên đây, đây là silicone. Ngoài ra á, nó có những cái lớp thoáng khí như vậy, đảm bảo là đeo không bị mùi hôi chân nha các bạn. Đây, thoáng khí chưa. Đấy, mềm mại lắm luôn ấy. Đây, nếu như mà không thích đeo 5 phân thì đeo 3 phân thôi như này. Còn nếu mà thích đeo 5 phân đấy thì đeo này. Và công dụng thì các bạn biết rồi, ai cũng muốn cao hết. Bây giờ thì sửa mắt, sửa mũi, sửa người được, nhưng mà kéo chân thì rất là nhiều người sợ, cũng chưa dám sửa. Nên là các bạn mua, cứ mua thoải mái luôn. Mua một đôi này về đeo chắc chắn sẽ được cao là 5 cm luôn. Đấy là cam kết của shop bên mình khi mà các bạn mua sản phẩm của bên mình nha. Rồi, các bạn mua hàng ấy, chỉ việc là gọi qua số hotline đây nè. Bên mình sẽ có một đội ngũ chuyên viên tư vấn để tư vấn cho bạn kỹ càng về cái sản phẩm này. Và nếu các bạn được tư vấn xong, các bạn cảm thấy hài lòng, các bạn cảm thấy là muốn xài thì mình hãy mua nha. Và đừng ngại để lại số điện thoại để được tư vấn hoàn toàn miễn phí nha. Và nếu như mà để lại số điện thoại, không nhất thiết là bạn phải mua đâu, nên là cứ thoải mái để lại số điện thoại để bên mình sẽ tư vấn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.